Những vụ tai nạn nghiêm trọng liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Cung đường rộng rãi, cảnh quan hùng vĩ. Tuy nhiên, đây lại là điểm đen về trật tự an toàn giao thông. Kính chào quý vị và các bạn, quý khán thính giả đang xem bản tin nhanh về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 4 tháng 3 năm 2020. Sáng nay, ngày 4 tháng 3 năm 2020, tại km số 3 700 trên tuyến đường DT643 đoạn qua thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thông tin được chúng tôi cập nhật vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng nay, ngày 4 tháng 3 năm 2020, xe tải chở dưa hấu xuất khẩu mang biển kiểm soát 43C03855 do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển, chạy theo hướng Sơn Hòa Tuy An đang đổ dốc thì tự gây tai nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải cứu người bị nạn và làm công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu chúng tôi ghi nhận được là do xe tải chở dưa hấu xuất khẩu đang xuống dốc thì bị mất thắng nên đã không làm chủ được tay lái. Một bên là vách núi cao đã dựng đứng, bên còn lại là vực sâu thung lũng dài. Và sự lựa chọn duy nhất cho các cánh tài xế lúc gặp nạn là đây. Những hình ảnh thương tâm được phóng viên chúng tôi ghi lại được tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra. Tại hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát, chiếc xe hư hỏng nặng, phần cabin gần như biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm. Nhìn khung cảnh này, ít ai nghĩ rằng tài xế có thể qua khỏi. Tuy nhiên, vẫn may mắn cho anh tài xế bị chấn thương nặng nhất ở vùng chân, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Phú Yên. Ước tính thiệt hại tài sản hơn 300 triệu đồng. Và chủ hàng cũng chẳng buồn gom số dưa hấu còn lại, người dân được phép bốc tải số dưa này về sử dụng. Chi tiết vụ việc đang được điều tra cụ thể, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Chuyên gia, phóng viên thường trú Đài truyền hình HT tại Sơn Hòa, Phú Yên.